Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, Ray Dalio khi đã trở thành người quản lý quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, ông quyết định chia sẻ những bí quyết thành công của mình trong cuốn sách Principle. Trong đó, tỷ phú luôn nhấn mạnh những đặc điểm mà một người cần có để có thể thành công. Ray Dalio là người từng được bình chọn một trong số 100 gương mặt có ảnh hưởng nhất thế giới. Trải qua những thăng trầm và đạt được thành công như bây giờ, Ray Dalio đã rút ra những đặc điểm mà người muốn theo đuổi thành công nhất định phải có. Đầu tiên là tư duy mở. Mọi thành công tôi có được đều liên quan đến rất nhiều cách tôi đối phó, xử lý với những gì tôi không biết chứ không phải những gì tôi biết. Hãy sẵn sàng cởi mở và tiếp nhận những ý kiến của người khác rồi biến nó thành sức mạnh của bạn. Đừng giữ khư khư ý kiến của mình, Ray Dalio chia sẻ với CNBC. Tế Dalio gợi ý bạn nên thực hiện những bài kiểm tra nghiêm ngặt về khả năng tư duy của bản thân, tìm đến những người thông minh nhất, những người bất đồng quan điểm với bạn là thử thách tư duy của chính mình để học hỏi được nhiều hơn. Nếu họ không đồng tình với ý kiến của bạn, cuộc trò chuyện đó sẽ giúp bạn khai sáng ý tưởng, cách suy nghĩ của bạn. Đó là cách nhanh nhất để học hỏi và tiếp nhận những điều mình chưa biết. Cách số 2 là nhanh nhạy với công nghệ. Dalio khuyên bạn hãy cứ sử dụng sức mạnh của công nghệ để biến các ý tưởng của bạn thành hiện thực, khi nó tạo ra giá trị thực tiễn. Đó cũng là điều mà ông thực hiện ở Bridgewater. Công ty sử dụng các thuật toán máy tính dựa trên các quyết định của Dalio về đầu tư và quản lý con người. Ở Bridgewater, các nhân viên sử dụng ứng dụng GOTs để cung cấp phản hồi và đánh giá công việc của những thành viên khác về cả thế mạnh và điểm yếu. Ứng dụng này sẽ giúp Dalio chọn lọc thông tin dữ liệu để quản lý và phát triển quỹ Bridgewater Associates. Công nghệ có sức mạnh chuyển những suy nghĩ, nguyên tắc của bạn thành những thuật toán và biến chúng thành sản phẩm tuyệt vời. Những người nắm bắt và làm chủ được công nghệ sẽ có những bước tiến nhanh và dài hơn phía trước. Muốn thành công, bạn phải biết sử dụng thủ hiệu công nghệ cho công việc của mình. Điều số 3, tư duy toàn cầu. Theo Dalio, mọi người hoàn toàn có khả năng phát triển tới quy mô toàn cầu. Bất kỳ điều gì xảy ra trên thế giới, ở một đất nước khác đều có thể ảnh hưởng đến bạn, và khả năng nhận thức được điều đó có thực sự quan trọng. Tư duy chiến lược về sản phẩm và thị trường toàn cầu cũng như khả năng thực hiện theo chiến lược đó sẽ giúp các nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng phát triển và mạnh dạn hơn khi bỏ vốn. Vừa rồi là 3 kỹ năng sẽ giúp các nhà giao dịch thành công. Chúng được đúc kết từ Ray Dalio, một nhà đầu tư huyền thoại và là ông chủ của quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới. Sự thành công luôn đến với những người chăm chỉ và nỗ lực. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.